cách đây 2 năm thì mình bắt đầu chơi rap. Nhưng mà để mà nói về những bộ môn nghệ thuật liên quan đến âm nhạc nói chung thì nó cũng phải xuất phát từ cấp 3 rồi. Và xuyên suốt thời gian từ cấp 3 cho đến ngay tận bây giờ thì nó luôn luôn là một cái vấn đề mà mình phải cân bằng giữa dành thời gian cho âm nhạc, cống hiến cho những điều mình muốn làm và việc thỏa mãn những mong muốn, ước mơ của gia đình. Vì gia đình mình cũng là một gia đình quân đội, mẹ mình làm luật sư nên là nó có một cái khuôn gò bó nhất định. Mình hiểu là nó chỉ xuất phát từ cái sự quan tâm của bố mẹ muốn mình một cái định hướng rõ ràng thôi. Tuy nhiên thì việc trở thành một rapper nó lại lệch hẳn khỏi những cái định hướng của bố dành cho mình. Có nhớ cái thời điểm tồi tệ nhất đối với mình đó là một lần mình có một chuyến đi rất xa để tham gia đấu mà mình thất bại chỉ sau một trận đấu duy nhất. Mình trở về nhà và thông báo cái kết quả đấy với bố mẹ thì bố mẹ có đặt một câu hỏi đó là liệu con có thật sự có khả năng với việc này không? Hay đó chỉ là cái ham vui của con thôi, muốn thể hiện bản thân thôi? Thì ở cái thời điểm đấy mình bắt đầu xác định được cái điều mình cần làm là gì. Là luyện tập nhiều hơn nữa, rap vào mọi lúc mọi nơi, ví dụ như là lúc rửa bát, lúc nấu cơm, lúc phơi quần áo, lúc tắm, tất cả mọi lúc. Cho đến đầu năm, vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2020, mình có tham gia một giải đấu freestyle, mình có giành được chiến thắng. Và từ sau đó mình bắt đầu chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn về nhạc rap, đưa những bài nhạc mà mình hiểu là bài nhạc đấy khi đến với đôi tai của bố mẹ mình nó sẽ hợp mà người ta có thể lắng nghe được. Thì bố mẹ mình đã có cái sự mở lòng hơn rất nhiều, đấy là một điều rất tích cực. Mình vẫn luôn muốn khán giả phía dưới sân khấu sẽ có bố mẹ mình, có chị gái và những người thân trong gia đình cảm nhận cái cách mà mình đang truyền năng lượng với tất cả các khán giả phía bên dưới, cảm nhận cái bầu không khí hip hop cháy lên trong ngày hôm đó và họ sẽ hiểu tại sao mình yêu bộ môn này. Em xin mừng gửi lời chào với tất cả ban giám khảo, 4 vị huấn luyện viên và tất cả các khán giả đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Phải nghiêm túc quá nhỉ. Em hơi già một chút ạ. Thế em là ai? Xin giới thiệu tất cả mọi người, em tên là Việt Hoàng. Em sinh năm 1998. Rap name của em là G Ducky và em đến từ 151 Team Hà Nội ạ. Có vẻ già trước tuổi nhỉ, đúng không? Anh nghĩ là hình như cuộc thi này với em khá là quan trọng đúng không? Em từ trước đến giờ luôn luôn đứng giữa một cái ranh giới là việc học tập nghiêm túc cho một công việc nghiêm túc và làm nghệ thuật. Hai con đường ấy luôn luôn rõ ràng với em. Và đối với em thì cuộc thi này dường như là một cái cơ hội để em có thể tìm ra câu trả lời cho mình. Nói đúng hơn thì đây là một ngã rẽ. Có thể nói là như vậy, okay. Và mong là như vậy. Để con mình đi vào hướng nào. Chúc em tìm được câu trả lời. Mời cảm em. Cảm ơn anh. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh ca cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.